Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với clip tiếp theo của mình nhé các bạn nha. Thì bây giờ cũng là chiều 4-5 giờ chiều đến nơi rồi. Thì bây giờ mình sẽ quay clip mình cắt ngô cho các bạn xem nhé. Các bạn nhớ theo dõi clip của mình nhé các bạn nha. Ok, mình sẽ đặt máy quay ở đâu đây? Sẽ đặt máy quay ở đây nhé.
Nấu rồi, để bé Tuyến nấu rồi. Để vào đây cho mẹ, để vào đây.
bụi lắm bây giờ. Ít nữa, em ngủ 4 tải. Cứ nhập nhiều vào mới đầy tải nhanh, biết nhập cái gì. Một tạ mất. Năm có 1 cân, 70 cân, 80 cân. Thế là tầm trên 70 cân. Thank you.